Màn đêm buông xuống làng Medugna gần Belgrade, Serbia, bao phủ vùng đất trong một tấm màn tối đen như mực. Ở nơi này, vào đầu thế kỷ 18, một câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra, để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí người dân. Arnold Pauler, một người nông dân bình thường, trở về làng sau những năm tháng quân ngũ đầy gian khổ. Khi trở về, ông mang theo những câu chuyện rùng rợn về việc bị tấn công bởi một ma cà rồng trong một khu rừng xa xôi. Pauler đã thoát chết nhờ theo các nghi lễ bảo vệ. Ông ăn đất từ mộ của ma cà rồng và bôi máu của nó lên người, hy vọng sẽ xua đuổi được lời nguyền kinh hoàng ấy. Người dân ở đó cũng chỉ xem những câu chuyện mà Pauler kể như một trong những điều giải trí. Hầu hết chẳng ai nghĩ nó có thật. Cho đến một ngày, Pauler gặp tai nạn và qua đời. Ông được chôn cất theo nghi lễ thông thường, nhưng không lâu sau đó, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Bóng đêm không còn yên bình nữa, nó mang theo những tiếng thì thầm đầy rùng rợn về bóng ma của Pauler. Người dân trong làng bắt đầu báo cáo về việc nhìn thấy Arnold Pauler đang lang thang trong đêm, đôi mắt đỏ ngầu như máu và khuôn mặt tái nhợt như xác chết. Một số người thề rằng họ đã bị ông tấn công và hút máu. Nỗi sợ hãi lan tràn giống như một làn khói đen bao phủ cả làng. Sự hoảng loạn lên đến đỉnh điểm khi một số dân làng quyết định khai quật mộ của Pauler. Đêm ấy, ánh trăng lưỡi liềm lạnh lẽo chiếu xuống ngôi mộ, tạo nên một khung cảnh kỳ bí và đầy ám ảnh. Họ mở nắp quan tài, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh hoàng. Thi thể của Pauler còn nguyên vẹn, máu vẫn chảy và móng tay dài ra, như thể ông chưa từng chết. Để ngăn chặn bóng ma khát máu này, dân làng đóng cọc gỗ xuyên qua tim ông và thiêu cháy xác, hy vọng rằng điều này sẽ chấm dứt cơn ác mộng. Nhưng nỗi ám ảnh về Pauler không biến mất. Ông được xem là trường hợp ma cà rồng đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử Serbia. Vụ án Arnold Pauler là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử các truyền thuyết về ma cà rồng, đánh dấu sự chuyển biến từ truyền thuyết dân gian sang các tài liệu ghi chép chính thức. Sau đó, hàng loạt những vụ án mạng không có lời giải có liên quan đến truyền thuyết về ma cà rồng cũng bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên thế giới, như vụ án tại Stockholm vào năm 1932. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1932, cảnh sát Stockholm đã phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng tại khu phố Atlas. Lily Lindertron, một phụ nữ hành nghề mại dâm, được phát hiện chết trong căn hộ của cô. Thi thể của Lily nằm úp mặt xuống giường, hoàn toàn trần truồng, với dấu vết của những cú đánh vào đầu bằng vật cứng. Nhưng điều gây rùng rợn nhất chính là cơ thể cô đã bị rút hết máu. Cảnh sát tìm thấy một chiếc thìa tại hiện trường có dính máu và họ cho rằng kẻ sát nhân đã dùng nó để uống máu của Lily. Dù đã nỗ lực điều tra, cảnh sát không tìm được bất kỳ dấu vết hay bằng chứng nào có thể dẫn đến việc bắt giữ kẻ sát nhân. Họ đã phỏng vấn nhiều khách hàng của Lily, nhưng không ai bị buộc tội. Các dấu vân tay tại hiện trường không có giá trị sử dụng và không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc cướp bóc hay mất mát đồ đạc. Vụ án này đã gây chấn động dư luận và kẻ sát nhân được báo chí đặc biệt danh là Atlas Vampire. Dù đã qua gần một thế kỷ, danh tính của kẻ sát nhân và động cơ của hắn vẫn còn là một bí ẩn. Fritz Hamann còn được biết đến với biệt danh Ma Cà Rồng của Hanover, là một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử nước Đức. Sự tàn ác và man dợ của hắn đã khiến cả thế giới kinh hoàng và để lại nỗi ám ảnh không nguôi trong tâm trí người dân Hanover. Từ năm 1918 đến năm 1924, Hamann đã gây ra ít nhất 24 vụ giết người, hầu hết là các cậu bé và thanh niên trẻ tuổi. Hắn thường lảng vảng quanh nhà ga Hanover, tìm kiếm những cậu bé và thanh niên trẻ tuổi không có nơi nương tựa. Hắn sẽ dụ dỗ họ về căn hộ của mình bằng những lời hứa hẹn hoặc bằng cách giả vờ là một người tốt bụng. Khi nạn nhân đã vào trong căn hộ, Hoffman sẽ tấn công họ một cách tàn bạo. Hắn dùng răng cắn vào cổ họ, cắn xuyên qua khí quản, hút và uống máu họ, giống như một ma cà rồng thực thụ. Những vết thương này không chỉ gây ra cái chết đau đớn, mà còn khiến các nhà điều tra kinh hoàng vì sự tàn ác và man dợ của chúng. Sau khi giết chết nạn nhân, Hamann sẽ phân xác họ và vứt bỏ phần thi thể còn lại ở các địa điểm khác nhau quanh thành phố. Phiên tòa xét xử Fritz Hamann bắt đầu vào tháng 12 năm 1924 và thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Hắn bị buộc tội giết người và nhiều tội danh khác liên quan đến việc phân xác
và ăn thịt nạn nhân. Hotman không hề tỏ ra hối hận về những hành động của mình, thậm chí hắn còn tự hào về sự tàn ác của mình. Hắn bị xử tử bằng máy chém, nhưng sức ảnh hưởng của Hotman vẫn rất sâu đậm. Thậm chí có rất nhiều người tin hắn chính là ma cà rồng thực sự. Ngay cả xác cũng được đem đi làm nghi lễ để tránh việc Hotman có thể sống lại và tiếp tục giết hại người khác. Ma cà rồng đã xuất hiện trong các câu chuyện dân gian từ hàng ngàn năm trước, với những phiên bản khác nhau trên khắp thế giới. Những sinh vật này thường được miêu tả là những kẻ hút máu, sống nhờ máu của con người và động vật, có khả năng biến hình và sức mạnh siêu nhiên. Ma cà rồng đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa dân gian Đông Âu từ hàng thế kỷ. Ở những ngôi làng Slavic cổ xưa, nỗi sợ về những xác chết sống lại và hút máu người sống đã ăn sâu vào trong tâm trí của người dân. Ma cà rồng hay vampire trong tiếng Slavic được miêu tả là những sinh vật sống lại từ cõi chết, lang thang trong đêm để tìm kiếm máu tươi. Những câu chuyện này không chỉ là những lời đồn thổi, mà còn là sự phản ánh của những nỗi sợ hãi sâu xa về cái chết và sự tồn tại sau khi chết. Tại Romania, nơi truyền thuyết ma cà rồng phát triển mạnh mẽ, những sinh vật này được gọi là strigoi. Người dân tin rằng strigoi là linh hồn của những người chết sống lại, thường tấn công người thân và bạn bè để hút máu và duy trì sự sống của mình. Trong thần thoại Trung Đông và Hy Lạp cổ đại, Lilith và Lamia là những nhân vật liên quan đến truyền thuyết về ma cà rồng. Lilith, theo truyền thuyết Babylon và Do Thái, là một con quỷ nữ chuyên đi hút máu trẻ sơ sinh. Lamia trong thần thoại Hy Lạp là một nữ quỷ hút máu trẻ em và thanh niên. Lilith thường được miêu tả là người vợ đầu tiên của Adam, từ chối tuân phục và bị trục xuất khỏi vườn địa đàng, sau đó trở thành một sinh vật hút máu để trả thù. Trong văn hóa Trung Quốc, ma cà rồng còn được gọi là Cheng Shi hay Cương Thi. Cương Thi là xác chết sống lại và hút sinh lực từ người sống. Chúng di chuyển bằng cách nhảy và thường xuyên xuất hiện vào ban đêm để tấn công nạn nhân. Cương Thi thường có làn da màu xanh hoặc trắng do xác chết bị phân hủy, và chúng được miêu tả với móng vuốt sắc nhọn và răng nanh. Aswang là một loại ma cà rồng trong truyền thuyết của Philippines, có khả năng biến hình thành động vật như chó, mèo hoặc chim. Aswang thường hoạt động vào ban đêm, tìm kiếm trẻ em hoặc người ốm yếu để hút máu. Chúng được cho là có sức mạnh siêu nhiên và khả năng chữa lành vết thương một cách nhanh chóng. Ma cà rồng, những sinh vật huyền bí của bóng đêm, đã và đang là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ, được khắc họa qua nhiều thế kỷ. Ma cà rồng mang trong mình sức hấp dẫn chết người cùng sự quyến rũ đầy mê hoặc. Ma cà rồng thường được miêu tả là có ngoại hình tuyệt mỹ, với làn da trắng nhợt nhạt, gần như trong suốt, phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Đôi mắt của họ thường là màu đỏ thẫm hoặc xanh lạnh, ánh lên sự khát máu và quyền lực siêu nhiên. Chúng có một sức mạnh phi thường, tốc độ nhanh như chớp và khả năng tái sinh nhanh chóng, khiến chúng gần như bất tử. Ma cà rồng không chỉ là những kẻ giết người tàn bạo, chúng còn là biểu tượng của sự quyến rũ chết người. Bằng khả năng điều khiển tâm trí và sự mê hoặc khó cưỡng, ma cà rồng có thể lôi kéo nạn nhân vào vòng tay của chúng mà không cần dùng đến vũ lực. Họ thì thầm những lời ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai, khiến cho nạn nhân bị lôi cuốn và hoàn toàn bất lực trước ý chí của họ. Dưới vẻ bề ngoài hoàn mỹ và sự tàn bạo, ma cà rồng mang trong mình nỗi đau và khát vọng bất tận. Sự khát máu không chỉ là nhu cầu sinh tồn, mà còn là biểu tượng của sự cô độc và khao khát được sống như con người. Họ bị mắc kẹt giữa hai thế giới, không thuộc về thế giới người sống, cũng không thuộc về cõi chết, một sự tồn tại đầy bi kịch và đau khổ. Tiếng rít nhẹ vang lên trong đêm tối, đôi mắt ma cà rồng lóe lên ánh sáng đỏ rực khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy qua động mạch của nạn nhân. Khát vọng máu không chỉ là cơn đói, mà là một sự thèm khát không thể cưỡng lại. Khi răng nanh sắc bén cắm sâu vào cổ nạn nhân, dòng máu nóng hổi tuôn ra, ma cà rồng như được sống lại, như nhận được nguồn năng lượng vô tận từ mỗi giọt máu quý giá. Ma cà rồng là những bóng ma thực sự của đêm đen, di chuyển trong bóng tối với sự im lặng chết chóc. Chúng là những kẻ săn mồi hoàn hảo, không để lại dấu vết, không tiếng động, chỉ có những nạn nhân bị cạn kiệt sinh lực vào sáng hôm sau. Mỗi đêm trôi qua, khi ánh trăng lưỡi liềm chiếu sáng, ma cà rồng lại bắt đầu hành trình săn mồi của mình, để lại nỗi sợ hãi và sự kinh hoàng cho những ai còn thức. Khoa học chưa có lời giải đáp cho sự tồn tại của ma cà rồng, nhưng các căn bệnh ma cà rồng là một thuật ngữ dân gian được sử dụng để chỉ một số bệnh lý y học có triệu chứng làm người bệnh giống như ma cà rồng trong truyền thuyết.
một trong những bệnh lý phổ biến nhất, được gọi là porphyria. Porphyria là một nhóm các bệnh di truyền hiếm gặp, gây ra bởi sự rối loạn trong quá trình sản xuất hem, một thành phần quan trọng của hemoglobin trong máu. Hem đóng vai trò thiết yếu trong việc vận chuyển oxy khắp cơ thể. Khi quá trình này bị rối loạn, các chất trung gian gọi là porphyrin tích tụ trong cơ thể, gây ra một loạt các triệu chứng nghiêm trọng và khó chịu. Một trong những triệu chứng nổi bật nhất của porphyria là da trở nên cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Khi tiếp xúc với ánh nắng, da của người bệnh có thể phát ban, phồng rộp và thậm chí hình thành những vết loét đau đớn. Hiện tượng này làm liên tưởng đến hình ảnh của ma cà rồng trong truyền thuyết, những sinh vật sợ ánh sáng mặt trời và thường chỉ xuất hiện vào ban đêm. Ngoài ra, porphyria còn khiến nước tiểu và răng có màu đỏ hoặc nâu sẫm. Điều này làm gợi nhớ đến hình ảnh của ma cà rồng với miệng nhúm máu. Porphyria có thể gây ra các triệu chứng rối loạn tâm thần như hoảng sợ, âu lo và trầm cảm, khiến người bệnh có thể có hành vi và trạng thái tinh thần khác thường. Trong truyền thuyết, ma cà rồng thường được miêu tả là có hành vi kỳ quặc và bí ẩn. Nguyên nhân của porphyria là do các đột biến di truyền trong gen liên quan đến quá trình sản xuất hem. Bệnh có thể được truyền từ cha mẹ sang con cái, làm cho việc chẩn đoán và điều trị trở nên phức tạp. Hiện tại không có cách chữa trị hoàn toàn cho porphyria. Các triệu chứng chỉ có thể được quản lý thông qua việc tránh các yếu tố kích thích như ánh sáng mặt trời và một số loại thuốc. Điều trị triệu chứng có thể bao gồm sử dụng thuốc giảm đau, truyền dịch glucose hoặc hem để sản xuất porphyrin trong gan. Mặc dù có những điểm tương đồng này, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy bệnh porphyria thực sự là một phần của truyền thuyết ma cà rồng. Tuy nhiên, các triệu chứng của căn bệnh này đã góp phần làm phong phú thêm hình ảnh ma cà rồng trong văn hóa hiện đại. Khi màn đêm buông xuống và những tiếng thì thầm đầy bí ẩn vang vọng, ma cà rồng vẫn tiếp tục là một phần của thế giới huyền bí và thực tại đáng sợ. Những câu chuyện này không chỉ là những truyền thuyết vô thưởng vô phạt, mà là lời nhắc nhở rằng đôi khi sự thật có thể đáng sợ hơn nhiều so với bất kỳ điều gì mà chúng ta có thể tưởng tượng. Những bí ẩn này chưa bao giờ được giải mã hoàn toàn, khiến chúng ta tự hỏi liệu có một phần sự thật nào đó ẩn sau những truyền thuyết về ma cà rồng hay không. Các câu chuyện kinh hoàng và những vụ án chưa có lời giải tiếp tục kích thích trí tưởng tượng của con người, làm sống dậy nỗi sợ hãi nguyên thủy về những sinh vật bóng đêm. Liệu ma cà rồng có thực sự tồn tại hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Câu hỏi này có lẽ sẽ mãi mãi là một bí ẩn, tiếp tục khơi dậy sự tò mò và nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người. Như một chiếc gương phản chiếu những nỗi ám ảnh sâu kín nhất, ma cà rồng vẫn sống mãi trong bóng tối, đợi chờ những người dũng cảm dám tìm kiếm sự thật. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo. Xin cảm ơn.